Tại đồng bằng sông Cửu Long mới thu hoạch được khoảng 700.000 ha lúa hè thu trên tổng số gần 1,5 triệu ha gieo cấy. Dự báo thời điểm thu hoạch lúa hè thu và thu đông sớm sẽ tập trung trong các tháng 8, 9 và 10. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là giá lúa giảm. Ước tính sản lượng thu mua lúa hè thu sụt giảm từ 20 đến 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tình hình bốc xếp, vận chuyển, lưu thông hàng hóa từ ngoài đồng đến nhà máy, đến giao ra cảng và lên tàu cho khách hàng gặp nhiều trở ngại do nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Ngoài ra, lượng hàng còn tồn kho trong doanh nghiệp cũng ảnh hưởng lớn đến tổ chức ký kết mới các hợp đồng thu mua lúa gạo cho nông dân. Khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải là không đủ khả năng duy trì hoạt động sản xuất theo 3 tại chỗ do tỷ lệ tiêm vaccine còn hạn chế. Nhiều cơ sở sấy và xay sát lúa cũng phải dừng hoạt động do không đáp ứng việc test nhanh COVID-19. Trong khi đó, khách hàng quốc tế vẫn có nhu cầu nhập khẩu gạo Việt Nam nhưng các doanh nghiệp không giao hàng được. Sớm khơi thông ách tắc chuỗi thu hoạch, chế biến lúa gạo đang là nhiệm vụ mà các bộ ngành cùng vào cuộc. Bởi vì ngành hàng lúa gạo gặp khó khăn đồng nghĩa với hàng chục triệu hộ nông dân đang gặp khó. Không chỉ mang tính tức thời, khó khăn này còn liên quan đến an sinh xã hội lâu dài. Theo Cục Trồng trọt, vụ lúa hè thu năm 2021, toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long có kế hoạch gieo cấy là hơn 1,5 triệu ha. Sản lượng dự kiến đạt hơn 8,5 triệu tấn, tăng 92.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên trên thực tế, khi thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16, các nhà máy sẽ cắt giảm công nhân, việc thu hoạch của nông dân và giao nhận vận chuyển cũng có những ảnh hưởng. Điều đáng lo ngại là lúa trúng mùa nhưng lại thiếu thương lái doanh nghiệp đến thu mua vì vướng giãn cách. Tại Gáo Rồng là địa phương thuộc khu vực vùng sâu vùng xa của huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đây có lẽ cũng là lý do khiến giá lúa tại đây có xu hướng giảm hơn so với những khu vực khác. Nửa tháng tới đây, từ khi có chỉ thị 16 giờ thì lúa nó sụt so với lúc mà chưa có chỉ thị. Lúc trước thì ở đây bà con có số bán trước thì 6.200, đến thời điểm này thì nó khoảng 5.800 đến 6.000. Nếu tình hình này thì nói chung là thương lái vào địa bàn mua cũng khó. Khó là gì? Tại vì bây giờ đi test nhanh thì có thời gian đó có 3 đến 5 ngày thôi. Máy cắt bà con địa phương khác đến thì cũng phải test qua các chốt thì cũng khó khăn. Cho nên là nghĩ là giá lúa thì nó chắc nó cỡ giá này dưới sụt chứ không lên nổi. Từ giữa tháng 7, những lô hàng của Tân Long lên thành phố Hồ Chí Minh bị vướng do giãn cách xã hội. Hàng xuất khẩu cũng phải chuyển về đóng tại kho thay vì tại bãi thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, giá cước xuất khẩu tăng mạnh trong thời điểm dịch bệnh đã khiến doanh nghiệp khó càng thêm khó. Các cái hợp đồng xuất khẩu thì logistics cũng như là cước quốc tế nó tăng rất là mạnh. Cước container là tăng gấp 3-4 lần đi châu Phi so với lại năm trước. Còn cước tàu thì tăng hơn gấp đôi. Cho nên là cái chi phí cho người mua và người bán đều rất là tăng. Hy vọng rằng là các cơ quan sở ngành ở tại Đồng Tháp nắm bắt được những cái điểm khó khăn. Chẳng hạn như về thông chốt nhanh hơn, chuẩn bị các cái phương tiện về test dịch nhanh để có thể là các cái phương tiện vận chuyển người ta được thoát, người ta chạy được. Thì như vậy thì là logistics mà không gãy thì về mặt sản xuất có thể an tâm. Những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua, giá lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 200 đến 700 đồng 1 kg so với vụ trước. Việc giảm này không chỉ là quy luật thị trường hàng năm mà còn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Phần lớn các doanh nghiệp đều có những ách tắc trong luân chuyển hàng hóa ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa. Các doanh nghiệp lớn hiện nay cái khả năng đi hàng hiện nay cũng chỉ được 50% cái lượng sản xuất thôi, vì không thể nào mà có lao động để đảm bảo. Trong khi đó thì giá cước vận tải lên rất là cao. Tôi làm việc với các doanh nghiệp thì đa phần các doanh nghiệp đều có cái cam kết là đăng ký với tỉnh và nông dân cũng như là cái xã là mua lúa, nhưng mà họ cũng có cái tâm lý chờ đợi, họ chờ cho giá lúa gạo có xuống nữa hay không, chúng ta làm sao để khắc phục cái tâm lý chờ đợi của các doanh nghiệp này. Giải pháp cơ bản vào lúc này là luân chuyển tiêu thụ được lúa gạo thì doanh nghiệp mới có thể thu mua được hết lượng lúa hè thu. Bộ Công Thương đề xuất các doanh nghiệp nên đóng container tại địa phương vì hiện cảng cắt lái thiếu nhân lực. Bên cạnh đó cũng cần xây dựng luồng xanh cho hệ thống ghe vận chuyển, bởi đến 90% lúa gạo đi bằng đường thủy. Còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn kiến nghị các địa phương cần thống nhất để luồng đi của lúa gạo được thông suốt trong cả vùng, tạo điều kiện cho thu hoạch và thương lái vào thu mua. Các ông chí ở tỉnh thì các ông chí cam kết gì đó, nhưng mà các ông đứng ở trạm, ông ở xã, ông ở huyện, ông không nghĩ vậy. Thủ tướng nói một câu rất là đơn giản là không ngăn sông cấm chợ. Nhưng mà rõ ràng từ khi Thủ tướng phát biểu cách 2 tháng này rồi nhưng mà nó vẫn còn. Huyện nó
tỉnh lộ và quốc lộ thì giải quyết được rồi. Tất nhiên là có những cái tỉnh cấp cái mã số luồng xanh còn chậm mà do ảnh hưởng của những cái vấn đề về công nghệ thông tin, đề về lực lượng thu hoạch và hệ thống máy móc gắn đập liên hoàn, máy móc đủ rồi. Thương lái thì sẽ được tiêm vaccine. Thế và kho bãi chuẩn bị, và đặc biệt là cái lực lượng thu hoạch thì Bộ Quốc phòng đã có ý kiến cần thiết sẽ điều động lực lượng vũ trang vào để thu hoạch kịp thời, với cái chủ trương là xanh nhà hơn già đồng. Thứ hai là kho bãi các doanh nghiệp đã chuẩn bị, chỉ còn lại những cái vướng về mặt ba tại chỗ, tiêu chí như thế nào thì đề nghị với Bộ Y tế đưa cái tiêu chí. Vì cái ba tại chỗ này, thứ nhất là chi phí tăng cao, về cái test cũng tăng cao, real-time PCI cũng tăng cao, và việc nữa là cái ảnh hưởng tại các địa phương, ví dụ như xã phường và thôn bản phải được lưu thông ngăn cách. Thì thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cái mục tiêu kép, và cũng như là các cái vào cuộc của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương, thì Tổng Công ty Nước Bắc cùng với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã họp bàn và tìm ra được những cái giải pháp. Thì trong thời gian vừa qua thì Tổng Công ty cũng đã triển khai thu mua một cái lượng hàng lớn vụ đông xuân và vụ hè thu. Thế tuy nhiên rằng là thực hiện cái việc giãn cách này thì cũng phát sinh một số các khó khăn. Đề nghị rằng là mở cái luồng xanh cho vận tải đường thủy, bởi vì như trong cái lĩnh vực về gạo thì cái việc thu mua bằng đường thủy nó chiếm đến 95%. Thế nên là cái việc mà mở luồng xanh cho cái đường thủy nó là một cái yếu tố sống còn. Cái thứ hai nữa là đề nghị với các cái tỉnh là có cái chính sách là tiêm vaccine cho cái đội ngũ mà liên quan đến cái việc từ khâu thu mua ở cánh đồng đến khâu vận chuyển rồi chế biến rồi đưa hàng ra cảng. Thứ nữa là cái việc ngân hàng nhà nước thì tiếp tục cho vay tín dụng. Và một cái điểm mà chúng tôi cho rằng là quan trọng nhất đó là sự vào cuộc của các ủy ban dân các tỉnh. Bởi vì trên hơn hết là các tỉnh, các tỉnh thì sẽ nắm được cái lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất trên địa bàn thì sẽ làm việc với các cái đơn vị như vậy và trực tiếp tháo gỡ. Doanh nghiệp này đang bốc dỡ một trong hai container gạo ST25 được phân bổ cho khu vực bờ đông nước Mỹ trong tháng 8. Sau gần 5 tháng phân phối tại khu vực bờ đông và được người tiêu dùng ở đây đón nhận, gạo ST25 bắt đầu có tình trạng khan hàng. Vận chuyển nó khó khăn, nên đúng ra là phải cái giá thành nó phải tăng cao. Đó, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để ổn định được cái giá cả cho người tiêu dùng. Nhưng mà cái sự vận chuyển ấy, thì nó rất là chậm trễ hơn. Bây giờ nên là sẽ xuống dần, chỉ còn có 2-3 công cho một tháng thôi, cho cái vùng miền đông này. Đó, nên mình chia sẻ ra nên nhiều nơi vẫn còn bị thiếu cái số lượng cho người tiêu dùng. Hiện nay thị trường Mỹ rất ưa chuộng các loại gạo thơm hạt dài như ST25. Theo tính toán của doanh nghiệp, để đáp ứng đủ nhu cầu gạo ST25 cho người tiêu dùng ở khu vực bờ đông, phải cung ứng được từ 6 đến 7 container gạo mỗi tháng. Tuy nhiên thực tế khả năng cung ứng của doanh nghiệp hiện nay đã giảm gần 2/3. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo vào Mỹ trong thời điểm này. Các cái tỉnh phía Nam, vựa lúa gạo của cả nước bị ảnh hưởng do diễn biến dịch bệnh phức tạp, gây ra khó khăn trong việc thu hoạch và sản xuất lúa gạo. Mặt khác, hiện nay cái dịch vụ logistics vận chuyển trên thế giới thì đang thiếu container rỗng xuất phát từ châu Á, và cái giá vận chuyển cũng tăng rất là cao, ảnh hưởng đến cái màn xuất khẩu nông sản của Việt Nam, trong đó có gạo. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2021, Việt Nam xuất khẩu gần 7.700 tấn gạo sang thị trường Mỹ, đạt kim ngạch ước tính 5,8 triệu đô la. Tuy nhiên khi so sánh với hai cường quốc xuất khẩu gạo khác là Ấn Độ và Thái Lan, thì kim ngạch của Việt Nam tại thị trường này vẫn khá khiêm tốn. Trong trường hợp những khó khăn trước mắt không sớm được khắc phục, có thể ảnh hưởng đến thị phần của gạo ST25 tại Mỹ. Tôi nghĩ rằng là về mặt ngắn hạn, thì hiện nay cái trữ lượng gạo của Việt Nam tại các cái kho ngoại quan của các nhà nhập khẩu thì vẫn còn. Tuy nhiên trong dài hạn chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn cung cũng như giá gạo của Việt Nam và thị trường Mỹ. Hy vọng rằng là trong thời gian tới Việt Nam sớm kiểm soát được dịch bệnh và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gạo sẽ quay trở lại hoạt động bình thường để giữ vững cái mức tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam
đứng vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu gạo. Gạo ST25 đã nhập khẩu vào Mỹ từ hơn nửa năm nay và được người tiêu dùng ở đây đánh giá cao cả về chất lượng và giá thành. Tuy nhiên, việc hạn chế nguồn cung đang là bài toán khó làm cho gạo ST25 vẫn chưa mở rộng được thị phần ở thị trường tiềm năng này. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ bang New Jersey, Mỹ. Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới sau Ấn Độ. Khối lượng gạo xuất khẩu 7 tháng đầu năm 2021 đạt 3,492 triệu tấn và 1,888 tỷ đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm 2020, về số lượng giảm gần 13%, về giá trị giảm 3%. Trong tuần qua, tại Việt Nam, giá gạo trắng 5% tấm chạm mức thấp nhất trong hơn 16 tháng, khi chỉ đạt 395 đến 400 đô la Mỹ một tấn, giảm mạnh 70 đô la Mỹ một tấn so với tuần trước. Giá giảm do nhu cầu yếu và cạnh tranh gia tăng khi giá chào bán từ các nước khác rất thấp. Mặt khác, nguồn cung trong nước cũng đang tăng lên khi vụ thu hoạch hè thu đang bước vào cao điểm. Trong khi đó, các nhà giao dịch đã giảm thu mua từ nông dân do việc hạn chế di chuyển để kiềm chế sự lây lan của virus corona tại Việt Nam. Theo dự báo, năm 2021, khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam có thể giảm nhẹ so với năm trước do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và việc chuyển dịch cơ cấu lúa gạo xuất khẩu tăng gạo thơm, gạo chất lượng cao. Mặt khác, giá gạo Việt Nam cao hơn các nhà cung cấp khác, làm giảm lợi thế cạnh tranh. Dự kiến, lượng gạo xuất khẩu ước đạt tương đương năm 2020 từ 6 tới 6,2 triệu tấn gạo, kim ngạch đạt khoảng 3,325 tỷ đô la Mỹ. Tại Trà Vinh, thời điểm này hàng chục ngàn hecta diện tích lúa hè thu của tỉnh cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch. Khó khăn hiện nay là nhân công và phương tiện thu hoạch rất hạn chế. Năm công lúa của bò soi đã chín rục nhiều ngày qua, nhưng không có phương tiện thu hoạch, bà đang rất lo lắng. Bởi tiếp tục kéo dài, lúa sẽ giảm chất lượng và năng suất, thua lỗ là điều khó tránh khỏi. Chạy quá thì thiệt hại và lúa chứ, vừa thui cỏ dẻ mà vừa nó gục quá, nó gụng xuống hết trơn rồi mà đâu có lúa, có thóc gì nữa. Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có hơn 60.000 hecta lúa hè thu đang bước vào thu hoạch. Lao động thủ công khan hiếm, trong khi máy gặt đập liên hợp thì thiếu trầm trọng. Chỉ tính riêng 15.000 hecta lúa tại huyện Trà Cú thì cần đến 200 máy, nhưng phương tiện tại chỗ chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu. Ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đang kêu gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện, thương lái thu mua nông sản từ nơi khác đến, địa bàn hoạt động trên tinh thần tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Chúng tôi cũng kêu gọi các huyện thị có điều kiện thuận lợi thì tiếp tục hỗ trợ, giải thích với các doanh nghiệp rằng khi đến địa bàn Trà Cú chúng tôi tạo mọi điều kiện thuận lợi, kể cả hỗ trợ để test nhanh để cho cái hộ đó thấy rằng là mình không phải bị bệnh. Rồi trong quá trình tổ chức sản xuất thì phải làm thực hiện tốt cái 5K của Bộ Y tế. Có như vậy chúng tôi mới giải quyết được cái tình hình mà cái thu hoạch diện tích lúa hè thu hiện nay. Chúng tôi xin khuyên bà con nông dân là phải an tâm, không có nôn nóng, rồi không có nghe những cái tung tin thất thiệt và rồi dẫn đến cái mình mua bán nó không có đúng giá theo cái thị trường ấn định. Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cũng đã ban hành công văn chỉ đạo các sở ban ngành địa phương trong tỉnh phải tạo mọi điều kiện để thương lái doanh nghiệp đến địa bàn thu mua, vận chuyển nông sản hàng hóa, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực trao đổi, tiêu thụ nông sản, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại thua lỗ cho người dân. Lúa gạo là một chuỗi rất dài và phải nhìn nhận rõ việc tiêu thụ lúa gạo liên quan đến an ninh lương thực quốc gia. Bà con nông dân cần bỏ tư duy vụ mùa, thương lái và doanh nghiệp phải bỏ tư duy thương vụ theo năm. Còn chính quyền gạt bỏ tư duy nhiệm kỳ, sản xuất chỉ đạt được hiệu quả khi liên kết khép kín. Nếu một mắt xích bị chặt đứt thì sẽ lại rơi vào tình trạng bế tắc. Hiện nay, 4 tỉnh trọng điểm sản xuất lúa gạo là An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cần Thơ đã thống nhất thành lập tổ công tác phản ứng nhanh, thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thu mua, vận chuyển lúa giữa các tỉnh. Sự chủ động và linh hoạt hơn từ phía các địa phương đóng vai trò quan trọng lúc này, bởi nó sẽ hỗ trợ được các doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc triển khai thu mua lúa cho bà con, tránh tình trạng cắt cứ, mạnh ai nấy làm. Từ khi thành lập tổ phản ứng nhanh và cung cấp đường dây nóng ở tất cả 11 huyện thị thành trên địa bàn, An Giang đã nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, giúp nông dân tiêu thụ lúa gạo được thuận lợi. Đến nay, hơn 60% trong tổng diện tích 230.000 hecta đã được thu hoạch dứt điểm.
chung là cũng ổn, có thứ bảy mua đây là mua 5.000 đó, thấy bỏ cọc lên lấy cọc qua kia 5.000 đó, 54, 51 tạo điều kiện cho các cái máy gặt đập liên hợp, nhân công tham gia thu hoạch, thương lái đi vô địa bàn để thực hiện thu mua cũng như là vận chuyển tiêu thụ. Thời gian qua, nhờ xây dựng tốt chuỗi liên kết nên ngay khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, các mô hình này đã phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh An Giang hiện có 12 doanh nghiệp, công ty liên kết với diện tích hàng chục ngàn hecta. Trong đó, tập đoàn Lộc Trời vẫn đảm bảo tiêu thụ 36.000 hecta vụ hè thu cho bà con nông dân. Ba bao tức là ba năng suất, bao sâu bệnh và bao lợi nhuận, bao tiêu thụ. Thì hiện nay chúng tôi đã tiêu thụ toàn bộ những nông dân, những lúa cho tất cả các nông dân ở trong cái mô hình ba bao. Và tới hiện nay thì chúng tôi có hơn 100 hợp tác xã đang cùng hợp tác và khoảng 400 tổ hợp tác. Đó cũng là lý do mà đơn vị này được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao nhiệm vụ là đơn vị trung tâm giúp tiêu thụ và kết nối với các doanh nghiệp khác trong và ngoài tỉnh. Đã có doanh nghiệp lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đang cần mua 300.000 tấn gạo và Lộc Trời sẽ đóng vai trò đầu mối thu mua, sau đó chuyển đến tận kho của doanh nghiệp với hệ thống logistics của mình. Về lâu dài, đây cũng sẽ là hệ sinh thái liên kết nông nghiệp mang tính bền vững. Trong đó, doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan trọng trong các hợp tác xã, từ việc hỗ trợ tiếp cận vốn vay, kỹ thuật đến điều phối thời vụ sản xuất. Toàn bộ cái khâu dịch vụ chăm sóc đồng ruộng thì do tập đoàn Lộc Trời họ sẽ triển khai và họ sẽ ứng dụng các cái công nghệ như là sử dụng drone, phun thuốc bảo vệ thực vật và bón phân, rồi xạ giống hoặc là sử dụng các cái phương tiện khác để quản trị như là 4.0. Thì như vậy nó sẽ giảm đi cái chi phí, nó tăng lên cái hiệu quả nhưng đồng thời cũng hạn chế sử dụng người nông dân đi ra đồng ruộng. Thì cái việc kết hợp này thì nó sẽ đồng bộ. Hơn 2 công lúa của ông Phong đã chín rụng nhiều ngày qua. Nhân công thu hoạch khan hiếm nên đành bỏ mặt trên đồng. Ông cùng hàng trăm hộ dân khác rất vui mừng khi được bộ đội hỗ trợ thu hoạch. Khi bộ đội qua trợ giúp vậy là người dân quá trời cảm ơn bộ đội nhiều. Nếu mà không có thu hoạch kịp thời thì sao? Thì lúa nó sập hết, nó rụng một cái nó hư ha. Theo chương trình ký kết, các tỉnh sẽ tổng hợp diện tích lúa cần thu hoạch, nhu cầu nhân lực, phương tiện vận tải. Quân khu chính sẽ điều lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Tại An Giang, chỉ trong buổi triển khai, các chiến sĩ đã giúp dân bốc vác, vận chuyển 12 hecta với khoảng 100 tấn lúa. Căn cứ vào nhu cầu cũng như cái nông sản của bà con trên từng địa bàn để chúng tôi có kế hoạch hợp đồng thật cụ thể, làm sao bảo đảm là giúp nhân dân thu hoạch cũng như vận chuyển với kết quả tốt nhất. Để đạt được hiệu quả cao nhất, các tỉnh phải chuẩn bị các điểm tập kết lúa cả đường thủy và đường bộ, tạo luồng xanh cho các phương tiện vận tải của thương lái, doanh nghiệp lưu thông thuận lợi. Để lúa sau khi thu hoạch được thu mua thuận lợi, ngành chức năng đã liên kết mời gọi doanh nghiệp, thương lái trong tỉnh cũng như từ địa phương khác đến thu mua. Lúa sau khi thu hoạch được bán tại chỗ, nông dân thu tiền tươi ngay trên đồng. Khi có sự hỗ trợ của quân đội thì tôi hết sức yên tâm. Bởi lẽ, một, đó là giúp cho người dân thu hoạch rồi vận chuyển đến những nơi mà tiêu thụ là sản phẩm, như đồng thời là thực hiện cho được là cái phòng chống dịch bệnh. Còn nếu để cho các thương lái tự phát trong quá trình thu mua và giao dịch là sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các tỉnh đã hỗ trợ cho hàng ngàn hộ dân, nhất là bà con trong khu vực cách ly, phong tỏa, thu hoạch và tiêu thụ kịp thời, tạo điều kiện cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, triển khai mọi giải pháp để thu mua, tiêu thụ lúa cho nông dân các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vụ hè thu và chuẩn bị cho vụ thu đông sắp tới. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã trực tiếp làm việc với Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, doanh nghiệp dẫn đầu về thu mua, xuất khẩu gạo, để chỉ đạo công tác thu mua, tiêu thụ lúa gạo vụ hè thu. Việc đảm bảo lương thực cung ứng cho nhân dân, đặc biệt là nhân dân các vùng dịch trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh COVID-19, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Vinafood 1 phối hợp cùng các địa phương vừa tiến hành thu mua lúa gạo, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Theo báo cáo, Tổng Công ty đã làm việc với lãnh đạo 4 địa phương đồng bằng sông Cửu Long, gồm An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Kiên Giang. Qua đó thống nhất tạo điều kiện cho các nhà máy chế biến gạo duy trì hoạt động sản xuất tại chỗ. Phải có một cái tầm nhìn nó xa hơn, vì cái việc an ninh lương thực nó là một cái nhiệm vụ xuyên suốt, quốc gia nào cũng quan tâm. Phải có cái giải pháp để tháo gỡ ngay cái giai đoạn hiện nay
Vì sắp tới đến tháng 10 là chúng ta bước vào thu hoạch vụ thu đông và tiếp nữa là vụ đông xuân 2021-2022. Và nếu không tháo gỡ được ách tắc trong các mắt xích, các cái công đoạn của chuỗi giá trị cung ứng lúa gạo hiện nay thì sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ gieo trồng cũng như là hoạt động của cả chuỗi. Kế hoạch canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long có tính chất đặc thù. Từ nay đến cuối năm, đồng bằng sông Cửu Long sẽ làm một dòng chảy liên tục của 3 vụ lúa. Vụ lúa hè thu hoạch được hơn một nửa. Dự kiến cuối tháng 8, đầu tháng 9 sẽ thu hoạch xong, trong khi vụ lúa thu đông đã gieo xạ được hơn một nửa diện tích và dự kiến cuối tháng 9, tháng 10 sẽ thu hoạch. Tiếp sau đó sẽ là vụ lúa đông xuân quan trọng nhất của năm. Vào cuối năm, tháng 12 sẽ thu hoạch. Như vậy chỉ cần đứt gãy một vụ thì sẽ ảnh hưởng đến các vụ sau và ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực và kế hoạch xuất khẩu. Thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc không để dân thiếu ăn, thiếu mặc, từ đầu năm đến nay, tổng công ty đã thu mua hơn 1 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu, tạm trữ, cung ứng dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông với giá bình ổn, đáp ứng nhu cầu của người dân cả hai miền Nam Bắc. Về phía các doanh nghiệp của Ủy ban thì có VinFood 1 và VinFood 2 thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo làm thế nào để vừa thu mua của bà con cũng đồng thời là đảm bảo được cái dự trữ lương thực để phục vụ cho cái nhu cầu của nhân dân. Thì VinFood 1 cũng đã tập trung và chỉ đạo hiện nay đã thu mua và đảm bảo cái lượng tồn kho là khoảng 120.000 tấn. Hiện nay Tổng công ty lương thực miền Nam đã và đang thực hiện kế hoạch thu mua 250.000 tấn gạo, thì tương đương với khoảng 500.000 tấn lúa trong vụ hè thu này. Đối với giá mua thu mua của tổng ty thì tổng ty đã chỉ đạo các đơn vị tích cực thu mua xuyên suốt trong vụ hè thu, không chờ giá xuống thấp rồi mới mua. Trở lại với Đồng Tháp, để hỗ trợ cho bà con trong việc sản xuất, tiêu thụ lúa, địa phương đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, hiệu quả. Đây là số thuốc anh Hồ Văn Cường chuẩn bị gửi cho tổ dịch vụ thu mua lúa nhà mình. Nhà ở xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, trong khi 1 hecta đất canh tác lúa lại nằm ở xã Láng Biển, huyện Tháp 10. Thế nên từ khi thực hiện giãn cách xã hội, anh Hồ Văn Cường chưa một lần được bước qua thăm ruộng. Cứu cánh của anh thời điểm này chính là tổ dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ cho người xâm canh của xã Láng Biển. Người địa phương thông báo là trên đài cũng thông báo có tổ dịch vụ vậy đó. Tôi cũng lại tôi hỏi mới trao đổi qua điện thoại rồi mướn sạch thì mình lấy thuốc rồi đem lại chốt giao cho cái người đó, người ta lại người ta lấy người ta sạch sạch thuốc thì 18.000 bình. Tổ dịch vụ nông nghiệp hỗ trợ cho người xâm canh xã Láng Biển có 9 thành viên, tất cả đều đã được tiêm vaccine phòng chống COVID để an tâm phục vụ. Hàng ngày các thành viên được chia ra làm hai nhóm nhỏ để phục vụ nhu cầu bón phân, xì thuốc của những hộ xâm canh không thể đến thăm ruộng. Bình quân mỗi ngày tổ có thể phục vụ được khoảng 10 chủ ruộng, tăng gấp nhiều lần so với lúc trước giãn cách xã hội. Ngoài ra tổ cũng chủ động chụp ảnh, quay phim để chủ ruộng biết được tình hình cây lúa nhà mình đang như thế nào. Đem điện thoại mình quay, ví dụ như bệnh sao vậy đó, rồi mình Zalo cho người ta, rồi người ta coi cái lúa người ta bệnh gì, người ta hút thuốc xong cái người ta vô người ta giao cho mình xịt, hoạt động linh hoạt. Có nghĩa là bà con trong ngày đó kêu nhiều, số lượng bệnh nhiều thì mình kêu anh em tập trung lại làm. Nhưng mà cũng giữ khoảng cách nha, cũng mang khẩu trang, thực hiện 5K đầy đủ à. Hiện tại toàn bộ 13 trên 13 xã thị trấn trên địa bàn huyện Tháp 10 đã thành lập tổ dịch vụ nông nghiệp, thu hoạch nông sản cho các hộ dân có đất xâm canh. Đầu mối liên hệ sẽ là chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội nông dân mỗi xã. Người nông dân thì rất đồng tình với cái giải pháp là không đi đến đồng ruộng, nhưng đồng ruộng mình vẫn được chăm sóc. Khi đến thu hoạch, nếu tình hình dịch bệnh còn diễn ra, cần phải giãn cách xã hội thì huyện cũng có cái giải pháp là ngoài cái tiêm vaccine thì có thể là mình test nhanh hoặc là xét nghiệm PCR để các cái lực lượng này đảm bảo cái an toàn. Đồng Tháp hiện đang bước vào cao điểm xuống giống lúa thu đông năm 2021 với diện tích 95.000 hecta trên 120.000 hecta, đạt trên 80% kế hoạch. Các diện tích lúa hiện nay chủ yếu ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh, làm đồng, thời điểm rất cần tới sự chăm bón kỹ lưỡng. Tổ chức tốt hoạt động của các tổ dịch vụ nông nghiệp sẽ là chìa khóa để các địa phương vừa có thể duy trì tốt sản xuất, lại vừa đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả. Hơn
Hơn 130.000 tấn gạo đang được đề xuất cho người dân nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hạt gạo chính là hạt vàng. Lúa gạo đóng vai trò nòng cốt đảm bảo an ninh lương thực. Và an ninh lương thực không phải chỉ là làm ra cho thật nhiều sản lượng ngày hôm nay, mà phải đảm bảo rằng đất, nước có thể cho lương thực, thực phẩm dài lâu. Lúa gạo chính là sinh kế của hàng chục triệu nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, quan trọng nhất lúc này là bằng mọi giải pháp phải sớm giải quyết ách tắc trong thu mua, chế biến, tiêu thụ vụ lúa hè thu cho bà con, không để gây ảnh hưởng chậm gieo cấy vụ thu đông. Và nhìn rộng hơn, để nông dân tiếp tục giữ và thiết tha với cây lúa, cần một tư duy và những hành động khác. Đó là đặt nông dân vào trọng tâm của kinh tế ngành nông nghiệp.